Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính Vì sao ngụy quyền sụp đổ? Câu hỏi này học sinh phổ thông nào mà chả được dạy cách trả lời khi học môn lịch sử thưa quý vị? Đại khái là do bọn chúng bán nước, do bọn chúng phản động, làm tay sai cho thực dân, đế quốc, bị mất lòng dân vân vân và vân vân. Sau hàng chục năm nghiên cứu về chế độ mỹ ngụy, mình mới rút ra cái kết luận vô cùng đơn giản, không giống những cái lý do trên đâu. Vì những lý do trên đều bị bọn phản động nó phản biện hết cả rồi. Đó là do bọn chúng có nền giáo dục khai phóng. Giáo dục khai phóng là giáo dục nhằm tạo ra một con người tự do. Nó dựa trên khái niệm các môn khai phóng trong thời Trung Cổ hay gần hơn là chủ nghĩa tự do trong thời khai minh. Mấy hôm nay mình thấy nhiều người thắc mắc lý do tại sao lại bảo là bọn ngụy có nền giáo dục khai phóng, khai phóng thế nào? Theo mình thì các môn khoa học kỹ thuật thì ở nền giáo dục nào cơ bản cũng như nhau cả. Khai phóng hay không là ở các môn xã hội, mà rõ ràng nhất là ở các môn lịch sử và công dân giáo dục, mà chế độ ta gọi là môn giáo dục công dân ấy. Mình post lên đây để cho các bạn xem mấy trang sách giáo khoa môn công dân giáo dục lớp đệ tứ, tương đương với lớp 9 bây giờ, được xuất bản năm 61 khi miền Nam rên siết dưới chế độ độc tài Mỹ Diệm. Cuốn sách này dạy học sinh có đầy đủ kiến thức về các thể chế chính trị, trong đó có phân tích về các chính thể chuyên chế độc tài phát xít cộng sản dân chủ cộng hòa đại nghị vân vân thứ mà hầu hết bây giờ dân Việt Nam bây giờ vẫn còn hiểu một cách vô cùng lơ mơ ở trong sách giáo khoa của họ có phân tích ưu và nhược điểm của mỗi thể chế. Sách này cũng dạy học sinh về bản tuyên ngôn nhân quyền đầy đủ từng điều luôn và đây là cái thứ kiến thức xa xỉ đối với người Việt hiện nay. Toàn bộ cuốn sách mình cho là dạy đầy đủ kiến thức cơ bản cho một sinh viên luật. Còn trong cuốn sách khác chuyên nghiệp hơn là cuốn luật hiến pháp dành cho sinh viên luật khoa thì dạy cực kỳ chi tiết về các vấn đề nêu trên, mình cho là theo chuẩn mực quốc tế, không có kiểm duyệt điều gì cả. Cuốn này có hai phiên bản, một là thời đệ nhất Cộng Hòa và hai là thời đệ nhị, có sửa đổi vì hiến pháp hai thời có khác nhau. Các bạn sinh viên luật nên tìm đọc để biết chế độ ta ưu việt hơn ngụy quyền ở chỗ nào. Trong cuốn Kinh tế Việt Nam niên khóa 1972, sách giảng dạy đại học Luật khoa, tác giả công khai phê phán cả chính sách người cày có ruộng của ông Thiệu và còn lấy ví dụ về sự tham nhũng của chính quyền thủ tướng Trần Văn Hương. Tại sao một chế độ độc tài phản động bán nước như chế độ Mỹ Diệm mà lại đi giáo dục công dân thế nào là người tự do nhỉ? Tại sao lại dạy học sinh về hiến pháp tam quyền phân lập nhỉ? Dạy thế khác gì tự bôi cho chát chấu vào mặt chế độ? Bảo sao học sinh sinh viên miền Nam lại trả bãi khóa với biểu tình? Tại sao chính quyền ông Thiệu lại cho phép xuất bản giáo trình có nội dung phê phán chính quyền như vậy? Tại sao ngụy quyền lại không để Bộ Giáo dục Quốc gia độc quyền phát hành sách giáo khoa? Đó chính là cái mầm móng phản loạn ở trong chế độ. Bọn chúng không biết là chế độ ta bền vững được cho đến ngày hôm nay là do ta giáo dục học sinh sinh viên phải biết là không có đảng, không có bác hồ thì không có chúng ta, không có cuộc sống ấm no sung túc ngày hôm nay. Vì thế mà mỗi người công dân phải có lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Những sai lầm mà chúng ta mắc phải chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, chỉ là những cá nhân đơn lẻ ngụy quyền có nền giáo dục như vậy thì tránh sao khỏi sụp đổ thưa quý vị khi mà bản thân bọn chúng chưa đáp ứng được theo những gì đã dạy dỗ cho học sinh vì cái khuôn khổ của cái tút này cho nên mình chỉ dẫn chứng ra vài điều về nền giáo dục ngụy quyền để các bạn có đánh giá sơ bộ còn ai muốn tìm hiểu sâu thì hãy tự tìm hiểu trên mạng bây giờ sách người ta scan lên đấy cũng nhiều lắm rồi